Con trai của ta chính là người có tiếng tăm lừng lẫy, phá nhiều kỳ án, chấn động giang hồ. Đạo tặc nghe danh đã hoảng sợ, là Thi Thế Luân, Thi Đại Nhân đó. Nghe nói cô rất đẹp, tôi muốn nhìn cho biết. Có thể cho tôi nhìn khuôn mặt của cô có được không? Được thôi. Cá dữ giết người, tại sao cá kiếm phải đâm nạn nhân hai lần? Rõ ràng là con cá kiếm này cố ý giết người. Bây giờ có tôi ở đây, giống như ông ngoại ông vậy, tôi nhắc nhở ông thì ông có thể phá án rồi. Cá này là chứng cứ phạm tội của cổ. Cổ muốn thử dịp này giết Tiễn Song Điêu, tiêu diệt hết chứng cứ, ra được tiền thưởng. Cô giỏi lắm, tôi sẽ tìm chứng cứ về trần trò gian lận của cô. Ngục trưởng thực sự muốn diệt cỏ tận gốc. Quân chủ tỷ, chúng ta không thể dương mắt về đại ca chết như vậy được. Cách duy nhất chỉ có Thi Thiếu Luân mới có thể giúp đại ca Minh Quang. Tôi đã quyết định lấy Thi Thiếu Luân. Hắn là tên quan huyện hôm đó đã xử đại ca có tội. Hắn là sư phụ của Thi Thiếu Luân. Thi Thiếu Luân thì ra người mới là hung thủ giấu mặt, tức là mình đã lấy nhầm kẻ thù rồi. Người có bằng lãnh đánh thắng ta thì hung sĩ người và tiểu nữ ta xí xoa hết. Ông nói đó nha, thua rồi không bị nuốt lời. Đón xem Kỳ Án Nhà Thanh phần 2 lúc 18 giờ hàng ngày trên kênh TV Star SCTV 11 kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2020.